cô chú anh chị đến với chương trình Tài tử Cải Lương Hương Sắc Nam Bộ lần diễn quý 1 năm 2016. Lời nói đầu tiên cho phép Minh Thượng xin gửi đến tất cả các cô chú lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, những cánh mai vàng đang dần hé nở, tiết xuân đang tràn về, ngắt cả đã đứng trời, báo hiệu mùa xuân đã về và Tết đã đến. Hôm nay, trong hơi thở nồng ấm của những ngày đầu xuân, kính mời quý vị thưởng thức một vài nhà sản phẩm của nhạc sĩ Quốc Dũng, bài hát được mang tên Bài Ca Tết Cho Em qua phần biểu diễn của Minh Thuận và Yến Linh. Tết này anh không thèm kéo mừng, vì đã mời em thơm ngọt từ sen hồng. Tết này anh không thèm đi chơi, xin ê hay nhạc hội Đà Lạt hay Vũng Tàu. Tết này anh không thèm chơi. Bà xã đang làm gì vậy? Em đang chăm sóc lại cây để chuẩn bị đón Tết nè. Giỏi quá. Bà xã nè, anh biết thời gian qua thì anh có lỗi với bà xã nhiều lắm. Thôi bà xã lại ngồi đây nè, nghe lời của anh hứa nè. Anh hứa gì nữa? Thì bà xã ngồi xuống đi. Đi đâu hết, cái gì đã có em đem lại.
có nịnh quá à nghe. Nhưng mà sao rồi hả? Anh nè, nói vậy chứ Tết nữa ai lại bắt chồng ở nhà ngồi ủ rũ. Anh còn phải thăm ông bà cha mẹ, còn chở em đi tìm quà sao thú nữa chứ. Để nhìn quang cảnh thành phố thân yêu, chào đón xuân về. Đất nước rộ niềm vui trong nắng ngắm tư bề. Gặp nhành mai sắc vàng đâm đất